Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự Ukraine ngày 16 tháng 11. Nga siết chặt vòng vây Avivka, Kiev rút lui ở Petrovskoye. Ở sườn phía bắc thành phố Avivka, miền đông Ukraina, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Petrovskoye. Lực lượng vũ trang của Kiev rút lui về vành đai rừng phía tây ngôi làng. Nga tiếp tục tấn công Avdiivka Ukraine rút lui ở Petrovskoye. Theo kênh Riba, các đơn vị của Moscow tiếp tục bao vây nhóm lực lượng Ukraine đang chấn thủ thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine. Ở sườn phía Bắc, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Petrovskoye, không có binh sĩ nào của hai bên trong ngôi làng bởi vì đơn giản là không có nơi nào để ẩn nấp. Lực lượng vũ trang Ukraine rút lui về vành đai rừng phía tây ngôi làng. Để bảo toàn nhân sự, các lực lượng Nga cũng không vội vàng tiến lên chốt giữ các khu vực đang nằm trong tầm hỏa lực dày đặc của đối phương. Trong tuần qua, Ukraine đã mất nhiều xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley gần làng này. Ukraine đang tăng cường lực lượng dự bị nhằm cố gắng giữ các vị trí dọc tuyến đường sắt bằng bất cứ giá nào. Tại khu vực bãi thải, quân Nga đã kiểm soát một số cứ điểm của đối phương, vượt qua khu hồ chứa và chiếm khu trạm bơm nhà máy xử lý nước thải trên đường tiếp cận nhà máy hóa chất và luyện than Avdiivka ở sườn nam, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát trong khu công nghiệp gần Yasinovataya. Hiện tại khoảng một nửa lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo dữ liệu sơ bộ, Nga cũng có tiến bộ trong khu vực đồn điền Vinogradnik. Có báo cáo rằng vào đêm 14 tháng 11, Ukraine đã mở một cuộc tấn công táo bạo về phía Kodlovka, phía tây nam nhà máy bê tông Mayosky, sau khi để Ukraine giành được các vị trí gần một trong những đống rác thải. Nga đã tiến hành phản công và giành lại quyền kiểm soát khu vực. Lực lượng pháo binh Ukraine đang tích cực hoạt động, sử dụng đạn chùm nhằm ngăn chặn quân Nga. Giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận khác. Gần Kubiansk, lực lượng Moskva tiến tới vùng ngoại ô Sinkovka. Bộ chỉ huy Ukraine có kế hoạch rút lữ đoàn cơ giới số 32 về hậu phương do tổn thất nghiêm trọng. Lữ đoàn cơ giới số 115 dự kiến sẽ được chuyển tới thay thế tại khu rừng Kubiansko Masutovsky, Ukraine cũng bị buộc phải chuyển sang thực hiện thành lập các nhóm hỗn hợp với quân số và trang bị từ các lữ đoàn khác nhau do bị tổn thất nặng nề. Đây là những gì họ đã làm ở lữ đoàn bộ binh Việt Động số 54 và 30. Tại khu vực Tim Nga đang tiến công từ hai phía, cố gắng bao vây khu vực kiên cố vững chắc của Ukraine. Trong nỗ lực làm chậm cuộc tấn công, lực lượng Kiev sử dụng đạn trùm, tuy nhiên điều này không giúp ích được gì nhiều. Các tiểu đoàn 2 và 3 thuộc lữ đoàn 32 Ukraine hầu như không còn tồn tại. Tại khu vực Ivanovka, Nga đã kiểm soát được một cứ điểm khác trên đường tiếp cận khu vực đông dân cư. Sau khi pháo binh bắn chuẩn bị, các đơn vị xung kích của họ đã dọn sạch chiến hào bắn những thành viên còn sống sót của Ukraine làm tù binh. Do thiếu pháo binh hiện đại, lực lượng Kiev sử dụng bất kỳ loại pháo nào, kể cả M114 từ thời Tuy chiến thứ hai được Mỹ cung cấp. Theo hướng Soleda, các đơn vị lính dù Nga đang chiến đấu để giành lấy các cao điểm lân cận gần, gần Kretchevka. Ngoài ra, chiến dịch tấn công vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực hồ chứa Bokhovsky hướng tới Bogdanovka. Do bị tổn thất nặng nề, Ukraine di chuyển theo nhóm bộ binh nhỏ, nhưng ngay cả điều này cũng không cứu được khỏi các cuộc tấn công của pháo binh và máy bay không người lái cảm tử của Nga. Ukraine phá hủy hệ thống đạn phòng không của đối phương. Urenska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15 tháng 11 cho biết, trong ngày qua đã xảy ra 58 cuộc giao tranh trên các mặt trận. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn, trong ngày, không quân đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân sự, khí tài, thiết bị quân sự và 3 trận tập kích vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng hai khu vực tập trung nhân lực, khí tài, trang thiết bị quân sự, 13 khẩu pháo, đạn, và hệ thống phòng không của Nga. Trên hướng Kubians, Nga tấn công các khu vực Sinkovka, Petropavlovka, Ivanovka, vùng Kharkov. Tại đây, Ukraine đã đẩy lùi 7 đợt tấn công. Theo hướng Liman, đối phương thực hiện các hoạt động tấn công không thành công gần Nadezhda, vùng Lugansk. Theo hướng Bakhmut, với sự hỗ trợ của không quân, lực lượng Moscow đã tấn công ở khu vực Khrushchevka và Andriyevka thuộc vùng Donetsk. Theo hướng Avivka, Nga đã tấn công bất thành ở phía đông Novo-Kalinovo, Avivka và Povomaisky thuộc vùng Donetsk, nơi Ukraine đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công. Theo hướng Marinka, với sự hỗ trợ của không quân, đối phương đã tấn công ở các khu vực Marinka và Novo-Mikhailovka như thất bại. Tại đây, Ukraine đã đẩy lùi được 19 đợt tấn công. Theo hướng Zabritsia, Nga tấn công không thành công gần Novo-Darovka. Đồng thời, Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Militopol và Bakhmut, gây tổn thất cho đối phương, về nhân lực và trang thiết bị, đồng thời làm tiêu hao quân Nga dọc toàn tuyến. Nga thừa nhận quân Ukraine hoạt động trên bờ đông sông Dnipro. Urenska Pravda đưa tin Volodymyr Sando, người đứng đầu vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, ngày 15 tháng 11 thừa nhận binh sĩ Ukraine đã thiết lập các vị trí trên bờ đông sông Dnipro. Quan chức Nga cho biết thêm, các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine hoạt động trong khu vực giữa một cây cầu đường sắt bắc qua Dnipro và Greenky một ngôi làng cách Kherson khoảng 35 km về phía đông. Natalia Kumeniuk, người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang tích cực phòng thủ gần sông Dnipro. Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên sông và bờ đông do Moscow kiểm soát từ tháng 2, với các cuộc tấn công gia tăng hơn được báo cáo kể từ tháng 8. NATO hiện đại hóa máy bay giám sát trước mối đe dọa từ Nga. AFP đưa tin NATO tuyên bố sẽ mua 60 máy bay Boeing để thay thế đội máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS đã cũ nhằm tăng cường năng lực của liên minh trong việc theo dõi mối đe dọa từ Nga. NATO cho biết việc sản xuất 6 máy bay Boeing E-7A Wettetal mới sẽ bắt đầu trong những năm tới, với chiếc đầu tiên dự kiến sẵn sàng hoạt động vào năm 2031. NATO cho biết việc mua sắm chung của các thành viên là một trong những hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước tiền nay của liên minh, nhưng không đưa ra tổng chi phí. Các máy bay AWACS mới sẽ được liên minh vận thành tập trung, có thể là từ căn cứ không quân Gelenkirchen ở Đức, với thông tin tình báo được chia sẻ giữa 31 thành viên. NATO cho biết, được trang bị một radar mạnh mẽ, máy bay có thể phát hiện máy bay, tên lửa và tàu của đối phương ở khoảng cách rất xa và có thể chỉ thị mục tiêu và các chỉ huy máy bay chiến đấu của NATO bắn hạ. Mỹ lo binh sĩ của mình bị tổn thất vì Ukraine. Ria University đưa tin, Thượng nghị sĩ Jack Reed cho biết, sau khi mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho ukraine và trong trường hợp xung đột kéo dài binh lính mỹ có thể được điều động để đến tham chiến tại đông âu ông rít nói nếu chúng ta không hỗ trợ ukraine về kinh phí và trang thiết bị nhiều khả năng các quân nhân trẻ người mỹ sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu và có thể nằm lại chiến trường đông âu theo ông hậu quả của cuộc xung đột khi ngừng viện trợ cho kiev sẽ được cảm nhận vượt ra biên giới ukraine đồng thời chính trị gia này tin rằng sau thất bại của ukraine trong chiến dịch phản công moscow bị cáo buộc là muốn tấn công các đồng minh NATO của Mỹ. Ba Lan lo ngại có thể bị Nga tấn công. Tạp chí Politica của Ba Lan cho biết, trong trường hợp xảy ra chiến tranh tại châu Âu, Nga có thể đánh bại nước này trong một cuộc xung đột kéo dài. Cách duy nhất để đánh bại châu Âu không phải là một cuộc tấn công bằng xe tăng vào Bruxelles và Bruxelles hay Paris như đã nêu trong các kế hoạch của chiến tranh lạnh, mà là những trận chiến hấp dẫn kéo dài. Sẽ không thể đuổi họ ra khỏi bờ sông Vistula nơi họ chắc chắn sẽ tới được cho dù chúng ta có tự vệ bằng cách nào đi chăng nữa, họ sẽ không lùi bước. Politica viết. Politica cũng bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ có thể cầm cự cho tới khi sự thống nhất của phương Tây bắt đầu sụp đổ. Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng NATO tồn tại nhằm mục đích đối đầu với Nga. Thứ ký báo chí điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã nhấn mạnh việc mở rộng hơn nữa khối này sẽ không mang lại an ninh tốt hơn cho châu Âu. Cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm của Ukraine. Spigen đưa tin Nga có thể khiến hàng trăm nghìn người Ukraine không có điện chỉ bằng một cú đánh. Các nhà báo Alexander F., Oliver Imhoff và Niklas Margrenhagen của Spigen viết, quốc gia láng giềng Nga biết chính xác vị trí quan trọng trong hệ thống điện của Ukraine. Họ sẽ ngay lập tức khiến hàng trăm nghìn người chìm trong bóng tối chỉ bằng một cú đánh. Theo các nhà báo, mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine và mùa đông tới có thể nguy hiểm hơn mùa đông năm ngoái. Đồng thời cho biết thêm, các chuyên gia lo ngại rằng tới một lúc nào đó, Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không, một phần vì phương Tây không thể thay thế chúng đủ nhanh. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Kluchenko đã cảnh báo người dân về những đợt mất điện kéo dài có thể xảy ra vào mùa đông này. Ukraine cảm ơn Canada European Pravda đưa tin, Tổng thống Zelensky đã thảo luận về tình hình trên chiến trường và việc tăng cường phòng không cho Ukraine với thủ tướng Canada Justin Trudeau trong cuộc điện đàm. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã thảo luận về tình hình trên chiến trường, tăng cường hợp tác quốc phòng với trọng tâm là tăng cường hệ thống phòng không Ukraine cũng như tăng cường khả năng của các nhóm hỏa lực cơ động để chống lại UAV. Ông cảm ơn ông Justin Trudeau vì sự hỗ trợ tài chính và quân sự của Canada. Đồng thời gọi chương trình viện trợ kéo dài nhiều năm của Canada là một tín hiệu cực kỳ quan trọng đối với thế giới về sự hỗ trợ không ngừng cho Ukraine cho tới chiến thắng." Trước đó vào thứ Tư 15 tháng 11, ông Zelensky đã trao đổi với Thủ tướng Ý về các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow và thảo luận về hợp tác kinh tế với Tổng thống Slovakia. Ukraine sẽ khó trả các khoản chi trả xã hội nếu không có sự hỗ trợ từ phương Tây. European Pravda đưa tin trong cuộc trò chuyện với đại diện truyền thông châu Phi, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẽ khó có thể chi trả phúc lợi xã hội nếu không có sự hỗ trợ từ phương Tây. Theo ông, một cuộc khủng hoảng có thể nảy sinh và ảnh hưởng tới tiến trình của cuộc xung đột. Một vấn đề quan trọng là hỗ trợ tài chính cho các khoản thanh toán xã hội. Tôi sẽ nói thẳng với bạn, nếu không có sự hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn, bởi vì tất cả số tiền Ukraine kiếm được, chúng tôi đều dồn vào quân đội của mình. Nếu bạn không giúp chúng tôi, hỗ trợ xã hội sẽ rất khó khăn nếu không có điều này. Điều cần thiết là phải giảm hỗ trợ cho quân đội, các khoản thanh toán cho họ hoặc không cung cấp hỗ trợ xã hội, ông Zelensky nói. Nghĩa là dù thế nào đi nữa, thì đó cũng là một cuộc khủng hoảng. Liệu nó có ảnh hưởng tới diễn biến xung đột hay không? Đúng, nó sẽ dừng cuộc chiến đấu của chúng tôi. Không, ông nói thêm. Nga siết chặt vòng vây, ngay tàn của Ukraine đang đến gần. Có nhiều bằng chứng cho thấy phía Nga sẵn sàng củng cố quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk, nhưng đây lại là một tin xấu đối với Ukraine, sau khi nước này đã phải vật lộn như không đạt được bất kỳ một lợi ích nào trong 6 tháng qua. Mặt trận trong những ngày gần đây có khá nhiều biến động ở gần Bakhmut. Nga đã phát động một cuộc tấn công mới. Thư ký báo chí của lực lượng bộ binh Ukraine cho biết, hiện tại Nga không còn ở thế phòng thủ nữa mà đã bắt đầu tấn công với sức mạnh mới. Nga đã cố gắng để giành lại các vị trí đã mất trước đó ở phía nam Bakhmut. Còn ở hướng Zabrychia, giao tranh vẫn đang diễn ra gần Robotine. Trong đó, phía Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công để giành lại các vị trí kiểm soát. Tuy nhiên, họ đã phải chịu tổn thất lớn tại đây và chưa đạt được bất kỳ một thành quả mới nào. Nga cũng xác nhận cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Novo Prokopivka, đồng thời báo cáo rằng kẻ thù cũng tấn công vào làng Pesenichne. Đây là một khu vực phụ cận trong tuyến giao tranh, nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Có một điểm nóng khác nữa là mặt trận ở làng Krynky, nằm ở tà ngạn của sông Dnipro thuộc Kherson do Nga kiểm soát. Tại đây, Nga đã tạo ra một chỗ đứng chân, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn. Có thể nói rằng tà ngạn của sông Dnipro thường xuyên chứng kiến thực tế là phía Ukraine tạo ra được một lợi thế áp đảo liên tục cho Nga. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng Bộ Chỉ huy Nga tại khu vực này chỉ đang sử dụng một lực lượng tương đối nhỏ để chống đỡ các nhóm biệt kích của Ukraine và vẫn ém các đội hình lớn làm lực lượng dự bị. Chuyên gia quân sự Metodiev của Ukraine chỉ ra rằng Bộ Chỉ huy Nga cho tới nay vẫn chưa tung ra lực lượng chủ lực của sư đoàn cơ giới số 70 cũng như sư đoàn tấn công dù số 7 tới tuyến phòng thủ chính dọc theo bờ biển Olesik, Novaya Kakhovka Ông ấy tin rằng nếu như tình hình diễn biến gay cấn hơn, lúc đó Nga mới đưa ra lực lượng chủ lực vào trận chiến tại đây. Trên toàn chiến trường, mặt trận chính lúc này vẫn là Avdiivka. Có báo cáo về những bước đột phá của lực lượng Nga. Một điều đáng chú ý nhất đó là ở mặt trận phía Bắc, nơi mà Nga đã tiến vào Stepuve. Trong khi một số báo cáo khác thì lại xác nhận rằng nỗ lực giao tranh của cả hai bên để giành được chỗ đứng tại đây vẫn đang tiếp tục. Khu định cư Stepuve nằm ở phía tây tuyến đường sắt mà Nga đã bao vây trong suốt tuần qua, TPV đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát tuyến đường sát này, cũng như là bàn đạp để tiếp cận các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Berdychi và Odivka. Giới quan sát tin rằng, Nga đang chờ đợi phía Ukraine đưa quân tiếp viện tới Avdiivka, rồi sau đó mới tấn công tổng lực. Trong khi đó, Kiev lại cho rằng, Moscow đang ém quân để chờ điều kiện thuận lợi, rồi mới tấn công sau những trận mưa lớn kéo dài suốt tuần qua. Viện nghiên cứu chiến tranh đã công bố một bản đồ mới, cho thấy rằng Nga đang tiến hành một thế gọng kìm lớn với khoảng 40.000 quân áp sát thành phố chiến lược này, nơi đã trở thành mục tiêu của Điện Kremlin kể từ khi bắt đầu xung đột. Phía Nga đang tích lũy lực lượng dự bị và có nhiều loại đạn tại đây, đồng thời áp dụng chiến thuật mèo vần chuột khi sử dụng số lượng lớn UAV để xác định các vị trí phòng tuyến Ukraine, sau đó kết hợp với pháo binh để bắn phá. Phía Nga tin rằng chiến thuật tiêu hao của họ đủ để buộc chính quyền Kiev phải đưa thêm quân dự bị tới tiếp viện cho Abika. Đây là lối chơi rất hiệu quả mà Nga đã từng làm tại khu vực Robotine. Thời điểm này, Nga đang triển khai lực lượng lớn binh lực tại phía Bắc, Nam và Đông thành phố Abdiivka. Ở phía Bắc, Nga được cho là còn tiến xa hơn khi đã chiếm được các ngôi làng lân cận. Ở phía Nam, Nga được cho là có sự tiến bộ khi được cho là đang chuẩn bị tấn công vào khu phức hợp cung điện văn hóa công nghệ thể thao ở đây. Trước khi đó tại phía Đông, Nga cũng đạt được tiến bộ gần khu vực Rojahan. Bằng chứng cho sự sụp đổ từ từ của Abdiivka đã được chính lữ đoàn cơ giới số 110 Ukraine hé lộ trong đoạn video mới đây các binh sĩ đã cầu xin cấp trên hay cứu lấy họ. Người lính đại diện cho lữ đoàn 110 tuyên bố như sau: "Chúng tôi, những người lính của tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 đang ở Abibka và bảo vệ thành phố này, chúng tôi gửi lời kêu gọi tới tổng thống Quena và tổng tư lệnh tối cao. Thưa tổng thống, chúng tôi không phải là những kẻ phản bội hay đào ngũ, nhưng với điều kiện tiến triển tại khu vực này, chúng tôi không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Hãy để tôi giải thích, mỗi ngày chúng tôi được lệnh về sông tới khu vực bãi rác thải" nhưng sĩ quan chỉ huy lại không thể cung cấp cho chúng tôi lượng đạn cần thiết. Mỗi ngày có hàng chục binh sĩ đã không qua khỏi trong các cuộc tấn công vô nghĩa vì các đơn vị tấn công không có đủ pháo binh hiểm trợ. Toàn bộ khu vực xung quanh đang bị thiêu cháy, có hàng chục, thậm chí hàng trăm xác đồng đội của chúng tôi nằm la liệt khắp nơi mà không có một ai sơ tán họ. Chỉ huy không quan tâm tới vấn đề này, không ai giải quyết vấn đề này. Ngoài ra thì hãy giải thích cho chúng tôi biết vì sao vào ban đêm toàn bộ ban chỉ huy của chúng tôi lại âm thầm di chuyển khỏi thành phố và giữ kín bí mật về cấp dưới. Chúng tôi yêu cầu tổng thống và tổng tư lệnh tối cao giải quyết tình huống này. Đối với tổng thống Zelensky, Avdiivka được coi là một cửa ngõ chiến lược và được kỳ vọng sẽ là bàn đạp trong tương lai để tiến hành chiếm lại thành phố phía đông. Nhưng triển vọng đó rõ ràng là đang lụi tàn. Về phía Nga, mặc dù bốn vùng phía đông và phía nam đã được sắp nhập, nhưng vẫn còn những khu vực chưa hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Nga. Tất cả những điều đó là mục tiêu chiến tranh then chốt của tổng thống Putin.